Chào các bác nha, em là Quý Máy Bay. Máy đập nhột, đột nhập kho hàng máy. Quay cho các bác xem chơi. Có rất là nhiều đồ, đây là máy cưa. Khu này là khu máy cưa rất là nhiều. Máy phát cỏ ở bên đó. Các bác thấy không? Rất là kinh khủng, rất là nhiều. Đây là dàn sới. Hôm nay rảnh em sẽ quay theo các bác xem tiếp. Nó rất là nhiều, không thiếu cái món gì ở trên đời. Nhiều món mình còn chưa được thấy. Các bác nhìn như vậy là thấy một núi rồi. Rồi hôm nay quay cho các bác xem nhiều đây thôi. Hẹn gặp lại các bác trong cái dịp sau.